phim Con Rối Hào Môn. Tập 12. Anh cố tình để Tim nhìn thấy chúng ta. Em sẽ biết có cái gì đó là không thể tồn tại chung. Nhưng quyền quyết định cuối cùng là ở em. Nếu như anh kêu tôi chọn anh em hay phụ nữ, tôi nhất định sẽ chọn anh em. Uống đi. Lúc đó má chỉ muốn có một danh phận. Má lớn đó thấy má mình là một sự uy hiếp, lúc nào cũng kêu người đến kiếm chuyện. Má tự sát chết tại chính cái cầu này đó. Có liên quan tới em. Chưa trả lời điện thoại của em hả? Ngay cả Facebook cũng chưa update. Giống như mất tích vậy đó. Em trai của em luôn nghĩ rằng má lớn thương nó như vậy. Bây giờ đột nhiên nó biết được chân tướng. Có thể do nhất thời chưa chấp nhận được mà thôi. Nó tin là em nói thì mới tính đi. Có cần tìm nó nói chuyện hay không? Hôm qua em cũng hết cách với nó, làm được gì chứ. Em không muốn anh bị nó chơi đâu. Chơi? Cùng lắm là đi tiêu. Anh xem như giảm cân thôi. Chỉ cần có kết quả, có hiệu quả, anh không sao hết. Còn tắt luôn điện thoại. Rõ ràng là tránh em mà. Có lẽ là điện thoại của nó hết pin thôi. Cũng có thể là thằng quỷ đó trước khi rời khỏi Hồng Kông đi chơi khắp nơi tới sáng, giờ còn ngủ như heo thôi. Nè. Cảm ơn. Em đang suy nghĩ có phải là em không đúng không? Trước khi không có thời gian quan tâm tới nó, bây giờ quan tâm nó là trễ rồi. Ngon quá. Cháo sò điệp hoàng kim, trứng muối, bắc thảo, thịt heo đặc biệt đó. Thịt heo anh ướp suốt cả đêm, còn cháo thì anh đã nấu lâu lắm rồi, có ngon hay không? Sao ông Phụng của em giỏi quá vậy ta? Sao bữa ăn sáng của chúng ta không phải là trứng chiên chứ? Sao ảnh lại biết nấu cháo mà nấu lại ngon như vậy luôn ta? Thời gian tích lũy kinh nghiệm sửa đổi kết quả. Giống như em trai của em vậy đó, phải cần có thời gian. Có câu nói là nước tới chân thì mới nhảy, nhưng mà quay đầu là bờ. Hơn nữa em có anh giúp đỡ như là hổ mọc thêm cánh, nhất định là được mà. Sao em không gả cho anh sớm hơn ta? Phải rồi, sao không sớm hơn ta? Nóng quá, anh vào trong thay đồ trước kia đó hả? Tết à, anh xem, không đi Bắc Kinh quá tốt, ở Hồng Kông quá nhiều thứ cho anh chơi, phải không? Chỉ một mình cô đi là tha hồ chơi rồi. Thằng quỷ dám đấu với tôi, biết trước là gặp xui xẻo rồi. Hành động. Chơi vui lắm, chơi vui lắm. Anh hai à, anh không cần phải gần như vậy chứ. Tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, tôi mà chết thì nhiều cô khóc lắm đó. Không được, không được. Vậy cũng phải à, uổng cho anh quá. Vào đi. Sao rồi? Toàn bộ vé máy bay và tài liệu của trường học ở đây. Cảm ơn. Nè, bây giờ anh cũng đã hạ gục Philip, tự mình làm ông chủ rồi. Vậy làm ăn ở công ty tốt vậy, sao phải qua bên Mỹ tiến tu? Hai thằng quý này nè, chơi quảnh tù tì chơi ăn gian, bị thua nè. Người ta nói nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích đức ngũ độc thư. Bây giờ mọi nghề đều là hạ đẳng hết, chỉ có mong học cao. Ngoài đường toàn là sinh viên không, không có bằng thạc sĩ làm sao đấu với người ta. Muốn nâng cao thêm năng lực cạnh tranh thì phải tự mình cải thiện, nhưng không thể ba người cùng đi chứ có phải không? Tôi thì mới kết hôn cho nên không tiện, ảnh thì không lấy được visa, cho nên là anh hai đi, không nhường qua lại được. Đúng rồi, cô biết tôi giết người rồi mà, làm sao xuất cảnh được chứ? Phải lại trấn thủ công ty thôi. Vậy đây nhờ anh hết đó. Anh qua bên đó học gì hả? Chà, đừng giả bộ nha. Dục vọng tìm tòi của cô cao như vậy, lúc mình đứng không có nhìn lén hả? Nè, toàn tiếng Anh không à, làm gì có tâm trạng xem. Nhưng mà nghe nói học phí của ENPE cao lắm phải không? Tiền nào của nấy mà. Theo như thông tin cho thấy, top 20 học viên ENPE sau khi họ tốt nghiệp thì tiền lương của họ cao gần tới 53% lận đó. Lương gấp 5 lần hả? Vậy tôi cũng đi học thôi. Đi học là phụ thôi, quan trọng là quen biết. Quen biết mới chính là tiền. Học được lớp học này toàn bộ đều là cấp cao của công ty. Không phải ông chủ thì là chủ tịch, chủ yếu là giới tài chính. Quen biết nhiều người thì có thể mở rộng mối quan hệ. Họ định kỳ tổ chức hoạt động, mở rộng tình cảm. Bây giờ nổi bật nhất là chế độ Dược Châu. Lớp học ENPE tức là trường học ở các nước khác nhau hợp tác. Rất nhiều học viên đáp máy bay để mà đi học. Ngon vậy hả? Sắp tới mình có quảng cáo với công ty chế tạo máy bay tư nhân Big. Chủ tịch công ty đó chính là bạn của đại ca đó. Gần gũi người có thế lực cho nên được lợi trước. Không được đường trời đất, hiểu hết rồi. Đúng vậy. Phải rồi, tắm xong chưa?
Tắm xong ra ngoài làm việc đi. Tắm xong rồi. Tôi cũng có hẹn rồi, tôi đi đây, từ từ làm đi. Được nha. Rồi, bữa sau tắm tiếp đi. Nè, nước khoáng phóng xạ mắt kính, bỗng mắt của cậu to lắm đó. Anh điên hả? Tôi đâu có thích làm đẹp. Không phải cho anh đâu, cho vợ anh đó. Cắn rứt, bồi thường đi. Ê, anh lại dậy nữa rồi. Được rồi, chỉ là trò chơi thôi chứ gì. Đều là người trưởng thành mà phải không? Không phải thời xưa trồng lòng heo chứ gì. Hai bên tình nguyện hết phải không? Nhưng mà tôi là đồng phạm mới chết chứ. Được được được, nếu như anh thật sự cảm thấy day dứt thì mời cô ấy ăn cơm. Nói chung tôi bảo đảm quan hệ vợ chồng của chúng tôi không bao giờ thay đổi. Anh biết chia mới được chứ. 24 tiếng chia với người ta, tôi thấy phần của chị dâu á càng chia càng ít đi nhiều rồi. Ơi. Nè, làm gì đây vậy? Anh thấy không, cảnh tượng lạ, không có một bóng người. Nghĩa là sao? Ai cũng bận rộn hết. Làm ăn của công ty tốt lắm đó. Làm ăn ở công ty là tốt, nhưng mà còn có tôi ở lại canh giữ đó. Còn nói nữa, tôi còn phải chuẩn bị khảo sát công ty máy bay. Bây giờ đại ca đi rồi, anh giúp tôi đi. Anh đừng tiếp nhận việc nữa. Không nhận không lẽ từ chối sao? Từ chối rồi không có lần sau nữa. Nhưng phải làm kịp mới được chứ. Muốn làm chết tôi luôn hả? Hay, tuyển thêm người là được rồi. Vậy phải tuyển thêm mấy người nam rồi? Sao lại là nam chứ? Nghề này của chúng ta nữ nhiều hơn nam, cần người trẻ lắm đó. Nè, em Mai là do anh tuyển về đó. Được mà. Anh thần kinh hả? Đại ca tuyển đó liên quan gì tới tôi? Anh đúng là nhiều chuyện mà. Nữ hay nam gì cũng được, anh tự mình quyết định đi. Alo, ông Trần. À đúng rồi, đang đậu xe hả? Tới rồi sao? Thời gian này khó đậu lắm đó. Tạm biệt, tạm biệt. Nè, văn kiện của quảng cáo nước hoa có chưa? Soạn xong bản thảo rồi, anh xem đi. Xuân phong phất hạm lộ hoa nồng, cô cũng biết hả? Lên mạng tìm đó. Cũng được lắm, dùng chữ sinh động, cũng không có chữ sai. Tốt lắm. Kiểm tra nhiều lần lắm rồi. Tiếp tục cố gắng đi. Anh Tim. Ừ? Họ nói hôm nay đi ăn lẩu, đi chung đi. Không đi đâu, cô đi đi. Thật ra thì tôi... À, xin lỗi nghe. Sao rồi? Cái gì? Được rồi, bây giờ tôi qua. Tim. Lại sao nữa? Lại vác đồ của người ta đi hả? Là đồ của tôi đó. Ông Nguyễn đó gọi tôi qua đây, tôi tưởng anh biết lỗi. Không ngờ anh bỏ hết đồ của tôi ra. Người phụ nữ đó nói không lấy tấm niệm mà tôi ngủ qua. Anh lấy tấm niệm coi như là tiễn tôi đi đó. Vậy sao còn lấy nữa? Tấm niệm tôi mua ngàn mấy đó. Anh còn đưa tôi danh thiếp của luật sư. Cuối cùng anh cũng mở miệng nói ly hôn rồi. Đau nhiều thì thà đau ít thôi, chia tay là tốt rồi. Tôi không muốn ly hôn. Quyền quyết định không phải là cô đâu, cô đừng ngây thơ quá được không? Sao đối xử với tôi như vậy? Tôi không muốn bị chồng ruồng bỏ. Cô yên tâm đi, năm 2013 tỷ lệ ly hôn ở Hồng Kông có 33,8%, tức là 3 người có 1 người ly hôn. Bị chồng ruồng bỏ ngoài đường không chỉ có mình cô đâu. Anh vốn không hiểu. Theo thời trang của tôi, ở trên người mới đáng giá, hàng mua lại không có giá trị đâu. Có ai muốn làm hàng rẻ tiền đâu. Bây giờ cô không có lựa chọn mà. Dư Thiên Hằng, anh có cần phải nói tới như vậy không? Được rồi. Chồng của cô á, bỏ rơi cô là anh ngu. Sau này anh sẽ hối hận, về quỳ cô, xin lỗi cô, xin cô trở về. Vậy được chưa? Tập trung tinh thần đi. Suy nghĩ có nên đòi anh tiền trợ cấp không thì tốt hơn đó. Vậy cũng đúng. Bây giờ sao? Đừng lấy nữa. Cho quản lý chút tiền xử lý là xong rồi. Đi thôi. Ui dạ. Sao vậy? Đau quá. Hồi nãy tôi khiêng đồ bị thương. Não cô mập cỏ rồi hả cô nương? Người ta bỏ rơi cô rồi, cô còn ôm lấy đống rác nữa. Cũng là anh đối xử tốt với tôi. Lần nào tôi có chuyện cũng giúp tôi. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ hồi đó tôi không nên chê anh nghèo. Trời, được rồi. Giữa đường lớn nó đừng có vậy mà. Nè, đừng khóc nữa. Nè, thu lại nước mắt đi. Đi. Nói tới thì đúng là có vấn đề. Có cảm thấy miệng anh ta không quá đê tiện nữa không? Ê, nghe nói anh Hằng đang đeo đuổi chị của đại ca. Nè, nghe nói anh ta là gay mà không phải sao? Cả thế giới chết hết, anh ta cũng không biến thành gay đâu. Anh ta dê sồn như vậy, mượn danh gay để theo đuổi con gái thôi. Không phải anh ta đang theo đuổi Emma sao? Phải không? Phải không vậy? Dĩ nhiên không phải rồi, tinh dịch thôi. Có phải nói kêu thêm đồ ăn không? Kêu thêm đi.
Làm ơn, cho dễ tâm viên. Nói chơi thôi, đâu cần khẩn trương như vậy chứ. Sao rồi, tiếp tục đi. Có phải lúc nãy nói chị của đại ca đã bỏ anh Hằng rồi? Hả? Vậy tức là hết phim rồi. Giờ mở thêm tập mới rồi. Chồng của chị người ta giờ có vợ bé, còn không thừa lúc quay lại bên anh Hằng sao? Vậy tức là quay lại. Ê, người đàn bà đó suốt ngày cứ đeo bám lấy anh Hằng vậy đó. Vậy sao? Anh Hằng chịu không? Một tay thì dỗ không kêu đâu. À, một bên độc thân, một bên chồng bỏ. Làm ngành PR như mình á, lúc nào chẳng âm thịnh dương suy. Tất nhiên như vậy rồi. Tuy anh Hằng thường ngày rất là dẻo miệng, nhưng mà anh ta rất chung tình. Tôi cũng từng có ý định với anh ta, nhưng mà anh ta không chịu thôi. Thật vậy sao? Vậy quyết định giành lấy chị mở đầu đúng là tuyệt đó. Vậy có gây không vậy? Quyết định giành đi, cần gì khách sáo. Không phải là khách sáo đâu, mà là không được đó. Sao thảm vậy? Cô bị thương không? Tôi cõng cô đi khám nha. Mau lên, lên đi. Xin lỗi nha, tôi chỉ bị chảy chút máu thôi. Vậy sao cô gọi tôi nói là có chuyện gấp? Gấp thiệt mà. Giấu anh lâu nay. Nếu gì đừng dính dáng tới nữa. Cô xem tôi là cái gì vậy? Lấy tôi bù vào thời gian trống hả? Trước tới nay tôi cũng đâu có hứa với anh bất cứ điều gì. Tôi không có nói dối, chỉ là có một vài điều không nói thôi. Tôi gọi điện cho anh là gì? Tôi không muốn chúng ta không thể làm bạn với nhau nữa. Tôi cũng đâu biết rằng là anh gấp gáp chạy tới như vậy chứ. Cái này gọi là nghĩa khí. Đàn ông đều hiểu hết mà. Cho dù tôi và cô là quan hệ gì cũng được, tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vậy sau này cũng chỉ là bạn thôi. Cái gì? Bạn có nhiều loại lắm nha. Là loại bình thường đó. Vậy tức là đang né tránh tôi. Rõ ràng là thích mà cũng không tới với nhau. Tiểu thư ơi, làm người đừng nên tham lam quá. Có lợi ích rồi thì nên dừng tay đi có được không? Đang ăn bên này là muốn ăn bên khác hả? Đúng vậy, là tôi mù. Tôi không nhìn kỹ đã đâm đầu vào rồi. Bây giờ là tôi tự chuốc lấy mà thôi. Tuy nhiên tôi không hề làm tổn thương tay hết, cô hiểu không? Còn cô làm người thứ ba rút cuộc cũng phải trả giá thôi. Đừng có nói với tôi rằng cái gì tình yêu phức tạp lắm, không khống chế được. Nè, cô có lòng trắc ẩn không vậy? Con của cô mới mấy tuổi thôi, cô phá nát cả nhà của người ta. Tóm lại sau này chúng ta miễn được thì miễn. Cô biết tính tôi rồi đó, cái gì cũng biểu lộ ra mặt. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nói ra đó. Vậy sao? Dọa tôi hả? Người của anh hay mềm lòng lắm, đối với bạn bè rất trung thành. Anh với chị của Sheldon chia tay mười mấy năm, người ta điện cho anh lập tức chạy tới ngay mà. Đúng vậy, con người tôi là vậy đó. Tóm lại là sau này cô đừng có hại tôi. Làm gì vậy? Tôi bị thương như vậy, anh dìu tôi tới nhà vệ sinh lau vết thương cũng được mà. Thôi được rồi. Chà đi. Nè, 5, 10 đi. Uống đi. Nè, 5, 10 đi. 15. Cô thú rồi, uống đi. Uống đi. Chơi tiếp nha. Hàng ngon đó. Hả? Anh không biết cổ hả? Cô ta là hoa hậu hay là người mẫu vậy chứ? Anh ta mới về nước, dĩ nhiên là không biết rồi. Cô gan thì theo đuổi cô ấy đi. Anh muốn chơi anh Hy hả? Anh Hy sợ gì bị chơi chứ. Thì sao đây hả? Cá cược đi. Đó là sở trường của tôi mà. Tôi sợ cái gì chứ. Giúp tôi có gọi sao? Không có. Là anh gọi đó có được không? Nguyên đám con gái cho tụi anh tham gia với đi. Ủa, vậy là bạn của anh hả? Là bạn của anh ấy mới tới quan trị lần đầu. Vậy thì anh muốn chơi cái gì?
còn muốn chơi nữa hay sao chứ? Hay là bây giờ mình chơi đố về câu đố đèn lồng đi. Câu đố đèn lồng hả? Thua thì anh uống, còn em thua không những không phạt em, còn thưởng em được anh hôn một cái nữa. Wow. Được rồi, cả bốn chúng tôi sẽ chơi với anh. Cũng được. Vậy để anh một vua bốn hậu nha. Bất cứ ai đáp trúng bất cứ câu nào anh cũng tính là em thắng hết đó. Được đó. Trên thế giới này động vật nào kiêu căng nhất vậy? Báo, sư tử, cá sấu. Sai rồi, là con dê. Ồ, tại sao vậy? Tại vì nó kêu bè. Nè, câu tiếp theo. Anh Minh và anh Sang đi cướp, mà cảnh sát toàn là đuổi theo anh Sang không, mà không chịu đi bắt anh Minh. Tại sao vậy chứ? Em biết, tại vì Sang là con gái. Đúng là tài sắc không có dạng toàn mà. Đáp không có trúng gì hết. Có đáp án không? Có không? Không có phải không? Là bởi vì là núi Himalaya. Cái câu này có từ 4 năm trước rồi. Như vậy đi, em đoán xem bây giờ anh nói nhỏ vào tai của em, em sẽ vui lắm đó. Phải không vậy? Câu này đúng là câu hỏi đó. Là bởi vì Happy New Year. Như vậy đi, cả ba vấn đề đều không trả lời được. Vậy giờ sao? Phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng, phần thưởng. Yes. Được gì? Được cái gì chứ? Lợi hại chưa? Ông cứu. Đi thôi. Sao trễ ông vậy? Cứu. Ông cứu. Đợi anh lâu lắm rồi đó. Qua đi. Phá tôi phải không? Cho tôi vô bẫy có phải vậy không? Đi thôi, đi. Sao vậy? Thấy ba không dám chơi tiếp hả? Có gì mà không dám chơi chứ. Chơi 10-20 đi. Được đó. Vậy chơi lớn một chút, chơi một ván. Nếu con thắng, các cô gái mỗi người hôn đó một cái. Nếu như mà con thua, uống hết rượu trên bàn. Con mà sợ sao? Bắt đầu. Ha, cử cô ra để dừng tôi đó hả? Cô ra trước đi. 50 ra. Yes. Biết nghe lời từ khi nào vậy? Uống đi. Uống thì uống. Lên 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 lên. Uống đi, uống đi. Uống hết chỗ này luôn đi. Nhanh lên, nhanh lên. Cậu chủ. Cậu chủ. Con chơi đủ chưa vậy? Chơi tới về Hồng Kông. Con là lần thứ mấy bị đuổi học rồi? Con đúng là rác rưởi mà. Rác rưởi là ai sinh ra vậy? Bà đó. Bà chơi được, sao con lại chơi không được? Ra đường chơi phải khôn một chút. Ba không phải là dẫn con chọc kẹo đi Becca. Chơi thì cũng phải thông minh một chút. Con xem người ta là bạn, người ta chỉ xem con là thằng hề thôi. Con biết. Ba sợ con làm mất mặt của ba, cho nên ba quăng con đi. Càng xa thì càng tốt, có đúng vậy không? Tự con không cố gắng còn đổ lỗi cho người khác. Là con vô dụng. Có ba sinh không có mẹ dạy. Bây giờ má lớn không thương con sao? Tự con chuốc lấy mà thôi. Con không phải con ruột của ba hai đâu. Ba cũng không xem con là con. Con đi qua bển, ba có đi thăm con không? Không. Tại sao con nghỉ học? Tại sao con bị đuổi chứ? Ba có biết không? Có biết không? Ba không biết. Ba chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề thôi. Ba chỉ không muốn con về Hồng Kông thôi, có đúng vậy không? Con đang nói gì vậy? Con không có sợ ba đâu. Hồi nhỏ con sợ ba, nhưng mà bây giờ thì không. Đó là bởi vì ba nợ con. Cuộc đời bao nhiêu lần thất vọng rồi, sao cứ chọn chúng tôi hoài vậy? Kêu anh đi phỏng vấn thôi, không cần phải thê thảm vậy chứ. Anh tưởng mấy cô gái trẻ bây giờ hiền lắm hả? Muốn nuốt sống tôi luôn đó. Lỡ là gái đẹp thì sao? Giống như là Emma vậy đó. Thôi bỏ đi nha, không có xui tới vậy đâu. Anh nhìn qua nhìn lại kiếm ai vậy? Anh à. Hả? Mày bộ đâu rồi? Cổ nghỉ làm rồi. Nè, anh kiếm cổ làm gì chứ? À không, em Fred nhắc tôi nên tôi tính đưa lại cái đĩa buổi sự kiện hôm trước cho cổ thôi. Dành gọi cho cổ đi, anh với cổ thân nhau lắm mà, anh xin số từ sớm rồi mà. Điền quá đi, tôi có để ý tới cổ đâu, xin số làm gì chứ? Đâu có phải, thấy hai người rất thân với nhau, nói nhiều chuyện lắm mà. Cổ muốn vào làm nghề mà. Lần trước nghe tôi thuyết trình hội thảo xong, xem tôi như thần tượng. Mấy người này hay bắt quạt làm họ, phiền phức lắm. À, tôi chợt nhớ lầm. Trong lòng anh có người yêu rồi, Emma mới là tách trà của anh. Bỏ đi nha, đã lâu không uống trà, mày uống cà phê rồi.
Sao vậy? Cãi nhau hả? Trước đó rõ ràng thấy hai người còn tốt mà, còn lén lút thân mật với nhau nữa chứ. Nói gì vậy? Công ty làm gì có bí mật. Không phải trăng đã tới rằm, sắp có chuyện vui à. Ba anh em mình chỉ còn mình anh độc thân mà thôi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa, một người thì một thôi. Nếu không anh cứ chọn qua chọn lại, cuối cùng sẽ không còn ai để cho anh chọn nữa. Nè, cố gắng theo đuổi em Ma đi. Sau đó ba cặp tụi mình đi du lịch quá đã luôn đó. Giờ sao đây? Nói nhiều vậy sợ tôi cản mũi hả? Có chút chướng mắt thôi. Đủ rồi, đừng nhắc nữa đó. Không có gái thôi, anh vẫn còn bạn bè mà. Tới đây mới là vĩ đại nè, nhường cho anh ở nguyên căn nhà luôn đó. Hay là về tối nay anh qua chỗ tôi đi, tôi cô đơn lắm. Thôi để bữa khác đi, em trai vợ tôi mất tích từ lâu rồi, tối nay tôi phải đi tìm em với cổ. Anh tối nay cô đơn lắm hả? Vậy là anh rảnh lắm rồi. Hay là anh với tôi đi tìm em đi. Bữa khác dìm đi, tôi không rảnh. Còn nữa nha, chuyện của vợ anh đừng kể tôi nghe nữa, phiền phức dữ lắm. Đi mà. Nhưng sao lại muốn làm truyền thông? Muốn học việc, gặp gỡ nhiều người đó. Cô biết nghề truyền thông cần gì không? Chịu học, chịu làm, cố gắng làm. Tôi nghĩ chắc vậy. Anh phỏng vấn hay má anh phỏng vấn vậy? Khùng hả? Dĩ nhiên con tôi phỏng vấn rồi. Sao cô có hứng thú làm truyền thông vậy? Gần nhà tôi, không cần phải dậy sớm. Vậy có sở trường điểm mạnh gì không? Không có, tôi cái gì cũng không biết. Anh có thể dạy tôi mà. Lương thấp quá vậy, làm bao lâu mới được tăng đây? Có phí tiếp khách không? Có tăng ca không? Ăn trưa bao lâu hả? Nhà tôi ngày nào cũng 7 giờ ăn cơm. Sao anh không trả lời? Tôi nghĩ cô phù hợp làm bảo vệ hơn đó. Ăn chuối đi. Thật ra làm công việc gì cũng không sao, quan trọng là gì? Chỉ cần có tâm, có kiên trì. Sau này thế giới rồi cũng thuộc về giới trẻ của chúng ta. Cách làm của người đi trước không hợp thời nữa rồi. Phải biết dũng cảm đổi mới, phải biết sáng tạo, có tư duy đổi mới, phương pháp mới. Người ta làm, mình không làm, lãnh đạo xu hướng, cuối cùng là gì? Thay đổi thế giới. Mấy bồ hả? Giờ này có bận lắm, không có làm thêm được. Vậy hả? Nè Đức, qua nói chuyện chút đi. Cho tôi một ly như cũ đi. Dạ được. Dạo này khó khăn lắm sao? Sự nhìn mặt tệ quá vậy? Đúng rồi, khó khăn thiệt. Thất nghiệp lâu rồi vẫn chưa kiếm được việc làm. Nghe tin rồi, cả ngành đều đang tẩy chay anh. Cấp trên của anh cũng độc ác quá đó chứ. Anh cũng nghe tin đó hả? Nè, lỗi tôi đã nhận rồi mà còn đuổi cùng giết tận tôi như vậy hay sao chứ? Nè, công ty chúng tôi tuyển người, anh có nghĩ là sẽ đổi nghề không? Nghề truyền thông tôi cũng không biết có làm được không. Làm người phải biết thay đổi chứ, nghề ký giả đâu thể làm suốt đời được. Tôi biết. Người có mai có rủi mà, ai chưa từng thất bại qua, tôi cũng vậy thôi. Thất bại chỉ có hai con đường mà thôi, một là kết thúc luôn, còn hai là đứng dậy làm lại từ đầu. Nhìn cái mặt anh đúng là tệ thiệt, nhưng mà đâu có chết đâu. Anh nói một biết mười, nghề truyền thông mới quan trọng là phải biết ứng biến chứ. Đúng rồi, biết rõ là đường cùng, không lý nào không biết đổi hướng chứ. Chuyển nghề đi. Sau này theo anh học hỏi nha. Nè, tôi coi như anh đồng ý rồi nha, đi làm lúc nào cũng được. Cạn ly. Cạn ly. Cố Long Thành, cảm ơn. Ý cậu Tim, đi đâu vậy? Tìm cô khắp nơi luôn à? Lúc nãy cô gái đứng trực ở đây đâu mất rồi hả? Cổ đi ăn cơm rồi. Cảm ơn. Chà, cô đúng là xuất quỷ nhập thần nha. Tôi tới quán bar, quán cà phê, phố miếu, trạm taxi cũng không tìm ra cô. Tưởng cô phát đạt rồi không cần làm ăn nữa chứ. Anh tìm tôi làm gì? Tôi đâu có thiếu tiền anh. Thì lần trước giúp cô làm sự kiện có đĩa rồi nè. Cảm ơn nha. Giỏi quá ha, xây dựng cũng làm nữa. 72 nghề có nghề nào cô chưa làm không? Nghề làm thêm tiền lương cao lắm đó. Dầm mưa dãi nắng mồ hôi đầm đìa, không vất vả hả? Không vất vả sao kiếm được tiền. Họ thấy tôi con gái nên mới cho tôi giác dáng.
chứ bình thường phải giác xi măng đó. Nhưng mà ghê nhất là toilet lưu động. Đang ăn cơm được mà nói toilet này nọ chứ. Ăn được tiêu được cảnh giới cao lắm đó. Hụt cô quá rồi. Nghiêm túc kiếm công việc làm lâu dài không được hả? Đã nói làm thêm vui hơn mà. Cô việc gì cũng làm không ổn đâu. Tích lũy không được lương năm, cái lý lịch sao đẹp được chứ. Được rồi, đã nói làm thêm tự do hơn, có thể làm công việc mình thích. Nếu vậy cô thích làm công việc gì? Nè, làm việc thôi. Được, tới liền. Có thời gian thì tới ủng hộ. Nè nè. Ô. Nè. Nè chấm nè. Đang làm gì vậy? Đừng có làm quá thật, chơi chung đi. Cái này đâu có vui đâu. Muốn chơi vui phải chơi cái trò lớn một chút. Chi chành. Không được. Vậy chọn căn này đi. Nè, không có một bóng người luôn. Vậy là được rồi. Thấy nhiều sư tử đá lắm đó. Vậy kiếm cái gì mới chơi đi. Quay luôn cái MV nha. Tôi có âm nhạc. Vậy chuẩn bị nha, hành động. Phụng sư tử của tôi hả? Bắn lên nó! Đuổi theo anh lên! Thằng khốn muốn chết hả mày? Chạm không? Quỳ xuống! Ăn hết cho tao! Làm sao ăn chứ? Há to miệng ra mà ăn! Phá hoại phong thủy của tao, làm rối tung hết lên! Hôm nay mày không ăn hết đống này đừng hòng bước ra khỏi cửa! Lấy điện thoại ra! Mày làm gì vậy? Lấy ra. Mày thích quay lắm hả? Thì tao quay giùm cho mày. Ăn đi. Ăn. Bà xã, bánh lăng caramel. Em coi phần đường trên cùng anh dùng súng phun lửa phun đó. Có phải chuyên nghiệp lắm không? Giỏi quá ta. Chưa ăn đã cảm thấy ngọt rồi. Ăn đi. Tết kìa. Nú đi. Nú mau lên. Nú đi. Có chuyện gì vậy? Trời cứng quá, có nước uống không? Ăn thì ăn đi, thả miệng ra. Cầm lấy ăn đi, ăn đi. Hít thở cho tao. Hít. Sao lại như vậy? Chết rồi. Chết à, có nghe chị nói không? Cứu em, chị ơi cứu em đi. Bây giờ em đang ở đâu? Chị báo cảnh sát giúp em. Báo cảnh sát hả? Đúng rồi. Tôi cũng đang muốn gọi 999 đây. Báo cảnh sát bắt thằng ăn trộm này. Vô nhà của tôi quậy phá đó. Vậy muốn sao đi? Muốn sao hả? Tôi muốn gặp cố phục sinh. Bà ơi, bà nhất định phải cứu Tết. Bà đã dạy nó từ sớm. Muốn chơi thì phải chơi thông minh một chút. Lẻn vào nhà dân, phá hoại hoa viên của người khác, còn bắt ngay tại trận. Những chuyện này giao cho cảnh sát là tội hình sự đó bà. Nó không thể ngồi tù được đâu. Cho dù được giảm nhẹ tội, có tiền án là coi như xong đời. Tới lúc đó không còn tương lai gì nữa. Hắn biết được em Tết là con trai của cố phục sinh thì hắn mới cho cơ hội thôi. Lúc trước hắn đã từng kiếm người lót đường, muốn hợp tác làm ăn với tập đoàn phục sinh chúng ta. Bà thấy công ty của hắn làm ăn không đàng hoàng nên đã từ chối từ sớm rồi. Có thể gì Tết nhận lời lần này không? Bà ghét nhất bị người ta uy hiếp. Nhưng mà bây giờ nó đang trong tay bọn chúng. Báo cảnh sát đi. Không báo được. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nếu như mà mỗi lần nó phạm sai đều có người dọn dẹp cho nó mãi mãi không học được bài học đâu. Ba thực sự tính khoanh tay đứng nhìn sao? Phải, ba sẽ không giúp nó. Mặc cho nó tự sinh tự diệt đi. Nếu như không làm theo hắn, hắn không những sẽ báo cho cảnh sát, còn tung đoạn clip đó lên trên mạng, công khai với cả thế giới, rải rao khắp nơi.
chuyện tốt không truyền ra ngoài, chuyện xấu lại đồn ngàn dặm. Bọn chúng không có tính nhẫn nại đâu bà. Chưa đầy mấy tiếng nữa, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của toàn thành phố. Chuyện này mà phơi bày ra, người mất mà không phải là Tết, mà chính là ba đó. Bà có đoán được trang đầu bài báo viết thế nào không? Cố Thành Hy là thằng nào vậy? Không ai biết em ấy, không đủ giật gân. Nhưng mà Cố Phục Sinh thì khác. Các nhà báo tranh giành đăng bài, có tin nóng này, người nào người nấy vui như trảy hội, bôi nhỏ ba, viết ra hết, moi hết chuyện đời tư ngày xưa rồi dặm mắm thêm muối vào. Còn độc giả thì xem như tin tức giải trí lấy ra để tám chuyện, chuyện nhỏ trong nhà bị cả thế giới soi mói. Đối thủ cạnh tranh của ba che miệng mà cười thầm đó ba à. Ba, chuyện này là chuyện của nhà chúng ta, huống hồ Tết tệ tới đâu cũng là con trai của ba. Từ nhỏ tới lớn ba đã cho tụi con rất nhiều thứ, là tự nó chuốc khổ, có trường không chịu học. Cho dù ba chỉ có một đứa con trai, nếu như mà nó cứ không biết suy nghĩ, chỉ biết tiêu tiền, thì ba coi như là chưa hề sinh nó, mà kể cho nó chết đi. Chửi như vậy có ích sao? Ba có nghĩ tới mình cũng có trách nhiệm không? Từ ngày ba đẩy nó cho má lớn trông coi, đã là con đường chết rồi. Ba có nhớ không? Ngày xưa nó học giỏi và ngoan lắm, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Bọn họ không phải là thiện nam tín nữ, chi tiền không thể giải quyết được. Ba, ba coi như là giúp nó một lần đi. Ba, chỉ cần qua được ải này, con hứa với ba, sau này nhất định trông chừng em trai, không để nó gây chuyện nữa. Không được, kêu ba vì cái thằng con chết tiệt, hợp tác với người không rõ lai lịch không đợi nào. Ba, ba giờ anh không chịu giúp, tôi đi thương lượng chung với anh cho. Hát bành lưỡng đạo tôi cũng biết chút ít, cứ liều thử một phen đi. Cậu đưa cái thằng này tới đây làm gì? Người tôi muốn gặp là Cố Phục Sinh. Ông Cố sẽ không tới gặp anh đâu. Anh khô đúng không? Cái thằng bốn mắt này mặt đúng là đáng ghét thật, nhưng cũng bị anh chơi tới tàn tạ rồi. Làm phước nương tay tha cho nó một lần đi. Anh khô, mọi tổn thất trong nhà của anh tôi đảm bảo, tôi sẽ bồi thường toàn bộ. Tiền tôi không có thiếu, tôi gọi 999. Nào khoan đã, khoan đã. Không phải vì tức giận nhất thời mà để thằng này ngồi tù chứ. Anh đừng thấy người nó cao to, não nó chưa phát triển đầy đủ đâu nên mới chơi lố thôi. Anh cứ coi như là con nít không hiểu chuyện. Nể mặt tim tôi đây, thả nó ra có được không hả? Mày là thằng nào hả? Không cần nói nhiều nữa, Cố Phục Sinh không nể mặt tao, tao cũng sẽ không nể mặt ông. Tôi cố gắng hết sức rồi. Alo, làm phiền ông đợi một lát. Anh Khu, chú Phát tìm anh. Alo, dạ chú Phát. Dạ phải. Dạ, dạ. Thả nó ra. Nè, chú Phát là ai vậy? Là người có thế lực đấy. Coi như nhóc con này mạng lớn. Chú Phát gọi tới, bảo tôi nể mặt của chú, dẫn nó đi. Dù chú Phát đó là người có thế lực, nhưng tại sao lại giúp cho Tết? Nhận giúp chắc chắn là phải có điều kiện. Bây giờ đã nói thông rồi mà. Ba vợ anh thông minh lắm, kiếm người trung gian ra đứng, bản thân không cần bị thiệt, còn có thể cứu nó ra. Nói sao cũng được hết, sau này đừng gây sự nữa. Tội nghiệp cho anh thôi, khi không giúp hạng người này. Nè Tết, Tết. Đừng kêu nó nữa, giả ngầu hả? Thằng nhóc này, ném một đồng xuống nước còn nghe tiếng tẩm nữa. Tôi tẩm anh một cái luôn bây giờ. Đi được chưa, còn ngủ lắm rồi. Chào ba. Má hai. Chị hai. Qua đây ngồi đi. Thằng Hy không sao chứ? Dạ không sao, cảm ơn chị. Chị còn tưởng nó sẽ cùng em tới uống trà. À, nó hơi mệt nên đang nghỉ ở nhà. Nó biết nhục, không mặt mũi gặp ai. Ba, em nó biết lỗi rồi mà. Em nó rất biết ơn ba đã cứu nó. Cảm ơn má hai của con kìa. Là bà khuyên ba mới ra tay thôi. Cảm ơn má hai. Thật ra Tết á, má đã trông nó từ nhỏ tới lớn, không lẽ khoanh tay đứng nhìn nó chết sao? Nó gây ra sự cố ở Mỹ, sợ ông không được vui nên tính đưa nó tới Bắc Kinh. Ai mà biết nó bỏ nhà ra đi. Thiệt tình bản tính nó không hề xấu, chẳng qua chơi chung với đám bạn xấu mới học hư thôi. Thật ra sai cũng chẳng sao, chỉ cần sau này nó chịu sửa, ngoan ngoãn nghe lời là được. Bây giờ còn nhỏ, chẳng qua nó ham chơi thôi mà. Lên món. Thành xong à, em lại ốm nữa rồi, ăn nhiều vào đi. Cảm ơn chị hai. Thật ra chị em tụi con bản chất là ốm, ăn bao nhiêu cũng không mập.
tét mà về, phải kêu nhà bếp nấu nhiều đồ bổ, bồi bổ lại cho nó mới được. Bổ người thích dễ, vậy nó thành người mới khó đó. Bà cũng vất vả mấy chục năm rồi, trách nhiệm này giao lại cho Thành xong đi. Ba, con sẽ trông chừng nó thật tốt, đảm bảo không để nó gây sự nữa. Vậy hả? Vậy vất vả cho con rồi. Ba giao thằng Hy là cho Thành xong dạy dỗ, như vậy tốt rồi. Trời, ba con đã mở lời rồi, chẳng lẽ má làm trái ý ổng? Con nghĩ Thành xong đã tìm ba bàn bạc từ sớm rồi. Lúc nãy má chỉ làm bộ ở ngoài mặt vậy thôi. Lần này thằng Hy phá hoại gây sự lớn vậy, không ngờ ba cũng chịu giúp nó. Hơi, con trai của ổng mà, ba của con trọng sĩ diện nhất rồi. Ba không lo cho sĩ diện mình, căn bản không hề nể mặt tình thân, chỉ có tính toán và lợi ích. Nếu như không có giá trị lợi dụng, dù là con cái cũng không có nể tình. Con đã quên Hy là họ Cố hả? Là con trai ruột của ổng đó. Từ nhỏ tới lớn, ba con luôn coi nó là trứng vàng vậy. Con phải cảm ơn má chịu hư nó chứ gì. Ôi trời, nếu là con ngoan sợ gì chịu hư chứ, làm sao chịu hư được. Má chẳng qua là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Lần này Thành xong giành lại em trai về nó, chắc chắn có ý đồ gì đó. Lần này nó giành lại em trai mình về, có phải nó lợi dụng em mình để đối với chúng ta không? Con chưa bao giờ biết sợ. Có cái gì chơi nè? Nè, vụ lần trước nghiêm trọng vậy, sao anh thoát được vậy? Đúng đó, anh không giận chúng tôi bỏ rơi anh sao? Nếu giận cô tôi đã không tới rồi. Đám người lần trước hình như dữ dằn lắm, như vậy mà anh cũng thoát được. Dữ dằn cái gì chứ, chỉ là chuyện giặt thôi. Thì cũng nhờ ba của anh ra mặt giúp đỡ thôi mà. Vậy cũng phải, nghĩ tình nó là con trai một, ổng sợ không có con đưa tay đó. cái gì giải khác đó, phải không? Không phải giải khác mà là phá điện thoại. Nè, ra ngoài chơi sao mà thích dẫn theo ba ra luôn vậy chứ? Nói gì ba hả? Uống đi. Alo, phải nếu có gì á thì em sẽ đi tìm chị liền đó. Bộ máy hả? Uống cạn đi. Nè, chị làm sao vậy chứ? Em không nghe điện thoại của chị. Chị tới tìm em thôi. Bộ mới hả? Bộ mới chứ còn gì nữa. Ê, nè Tết, chị gái của cậu còn trẻ như vậy hả? Thì anh Tết cũng trẻ lắm mà. Người này là chị hai của tôi. Chị hai. Tôi thương cậu em trai này lắm. Trời ơi, tình chị em sâu đậm kìa. Nè, bộ chưa dứt sữa hả? Ra đường kêu chị hai làm vệ sĩ hả? Có cười lắm sao? Cười quá đi. Cứ gì cười đi, tôi đổi chỗ khác. Đổi gì chứ nè, kêu chị hai cậu trễ chút hay quá. Trời kỳ cục nè. Tôi thật sự không ngại tình yêu đồng giới đâu, tôi thoáng lắm. Tôi ăn hết chút tiền rồi, anh nói có đúng không hả? Nè, tiếp tục đi. Chị hai của anh kìa. Nhìn thấy rồi thì sao chứ? Nè, vậy chị làm chị hai của tôi luôn đi, được không? Nè, qua đây. Chào, tôi là Cindy. Anh nhảy tốt lắm. Vậy sao? Chị muốn sao nữa đây chị? Chị muốn thử chơi chung thôi. Chị chơi chứ gì? Để coi chị chơi nổi không. Ai đến được vị trí gần tru đi nhất, người đó thắng. Chuẩn bị. Go! Chưa đi vậy cũng không chết nữa. Một chán thôi, không dám sau đây, đừng có đi theo em nữa. Em muốn đo coi ai to gan hơn chứ gì. Được, lên xe đi, đừng hối hận nha.
Trời ơi, trời ơi, cái gì chứ? Cô ta nghĩ gì vậy? Có điên không vậy trời? Sao rồi? Có phải có án mạng rồi không vậy? Không phải, nếu giờ chúng ta đi, việc này hoàn toàn không liên quan tới chúng ta. Nè, họ tự lao xuống biển mà. Đi thôi, đi anh thôi. Anh có phải là nhanh người lên. Không vậy? Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát gì chứ? Mình sẽ bị giả lây đó. Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát đi. Mau đi. Nè, có nhìn thấy gì không? Nè, nè. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Qua đây giúp một tay đi. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận đó. Cũ không còn thở nữa. Chị à, chị đừng có chết nha. Nè, chị đừng có chết nha. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh về mà giữ em đi. Chị không thể chết được. Lớn chuyện rồi. Dẫu hoa thái đô, lĩnh nhân phán cho, chẳng ngồi nà hô chẳng ngô cho. Nhìn phải lo, trời đô, đặc nhiên châu bố, lãng mạn sẽ nhất trái quay hồ. Mình xin đi, mong xin ngô, xin nhìn chẳng tham quô, xoay xin phong. Yêu bút phố, trời đế như cao số. Thần sĩ nế, hoàng sĩ ngô, tham phun yêu cho mô. Lê mắt như đại đòi gà gần đô. Tiền hằng và đất đô đế biến đô, sáng yêu đế gần đô. Dẫn dạ sư yêu chóng xe hồ. Ý chí đô, hồi bắt đô trời chó. Kỳ cầu và đất đô đế trời.